Mời tiếp anh Hà. Bắt đầu nó. Cua can đó. Tròn 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 đốt tròn đi. Kể thế của mình nữa. Của mình chắc lịch sử. Hát thật nha, từ đầu nhá, nghe nghe nhịp dạo đàn đàng hoàng nhá anh Huỳnh nhá. Từ từ nhá, lúc nào bảo hát thì hát nhá. Giang đấy, hát giang đấy. Hát giang nào hoa. Mới đổi họ Mon nó. Sâm. Sâm Văn Huỳnh đây là ca sĩ mới nổi Sâm Văn Huỳnh nhá. Anh hát rất hay. Lại ôm điếu cày lịch sự. Xuống nhà anh Hà anh ơi. Non sông 30 năm nhìn chú tháng kia là thầy cùng về Nam Hồ Chí Minh về Nam Hồ Chí Minh yêu tổ quốc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đồng bào học tập tốt, học tập tốt, lao động tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt, tốt, hoan hô. Đấy. Làm tí quốc ca chứ. Xuân Hữu muốn chia sẻ với toàn thể các bạn thì trong thời gian vừa rồi Xuân Hữu ở Đà Vị thì cũng quay một số video với bác Huỳnh, Xuân Hữu hay gọi anh Huỳnh. Anh Huỳnh thì rất là thân thiện, nhưng anh ngày xưa là anh cũng bình thường thôi, nhưng mà anh ấy là Xuân Hữu nghe theo mọi người kể là anh ấy cũng bị cơ hành và bây giờ thần kinh anh ấy cũng không được ổn định lắm. Nhưng mà anh ấy rất là yêu đời, rất là vui. Mà khi mà Xuân Hữu sang đây truyền dạy thì có gặp anh, và anh cũng rất là quý Xuân Hữu. Hôm nay bế giảng thì anh ấy lên đây mà đang khóc rồi. Xuân Hữu cũng không biết nói thế nào cho các bạn hiểu được. Thì mà anh ấy rất là yêu về văn nghệ, rất là hát, thích thổi sáo. Và anh ấy cũng có năng khiếu về âm nhạc. Bình thường mọi người xem video của Xuân Hữu, và khi mà có thầy Thanh đệm đàn tính
Với lại đệm đệm đàn óc cho anh ấy thổi sáo, anh ấy thổi không? Mới hay đó. Nó chú chú này đấy nó nòng bay lươn cái bắt này ta mà đấy đi. Nó. Bác ấy rơi nước mắt đấy cả nhà. Bác ấy khóc, bác ấy hiền lắm. Ở đây thì bác ấy bị biết nói thế nào nhỉ, bác ấy bị cơ hành lâu lâu, bác ấy cứ chửi bóng chửi gió thôi nhưng bác không làm gì ai đâu. Và ở xã Đà Vị này thì mọi người ai cũng biết bác và rất là quý bác, hiền lành. Bình thường thì bác ở dưới chợ đó. Cái này thỉnh thoảng phải áp đáng nữa, cân chẳng thở nữa. Xuân Hữu cũng khuyên bác suốt là tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay thì bác nghe lời mới hãy nữa. Này giờ nước mắt thì khóc rồi. Chào anh, chào Pino một cái nhá. Chào Pino. À, Pino. Khô lên mà. Chào Pino. Ờ, khô lên mà. Hát một đoạn rồi. Son 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 do son 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 do re 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 mi re do re 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 mi re do la do la do la son la do la son mi son mi son mi son la son la son la do do. Hôm nay có thiếu cái ấm nước ấy. Ấm đi đâu rồi? Ấm nước mới mũ ở đây. À đây em lấy cho. Này. Đấy. Đấy, đồ nghề của anh Huỳnh. Đây, em gửi đồ nghề anh nhá. Anh cầm đi. Để đấy á. À, tí nữa họ lấy thì sao? Không lấy đâu gì. Thế anh đội vào một cái cho nó đẹp nào. Đội mũ vào cho nó đẹp. Đấy. Xem nào, phong cách đẹp chưa? À, cho xin kiểu ảnh nào. À. Chụp ảnh nhá. Ok rồi nha. Rồi anh cất đồ đi nhá. Tí nữa ở đây xem mọi người đánh bóng nhá. Đi luôn à? Em chưa đi bây giờ đâu, mai mới về. Mai mới về nhá. Khóc. Quá rồi, quá. Viên động viên thôi. Động viên. Có đấy thầy ấy lại chỉ là cho ai không? Chị bây giờ nó ngang không lấy được, mai về không biết. Hai thằng vào đây này. Được rồi chị ạ. Sao? Ê, hộ. Đấy. Nào, hộ. Từ từ. À, cất rồi. Đặt xuống. Đẩy vào. Đấy. Hôm nay là có anh em hỗ trợ hệ thống âm thanh loa đài để tổng kết lớp hát then. Vào luôn. Cái này. Cười rồi. Lúc nãy khóc, bây giờ cười. Ok được rồi đạo.